Em chào cả nhà nhé. Em chúc sức khỏe các bạn đang xem video nhé. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 2 dương lịch. Thì hôm nay cái công tác của em ấy là em đi thay những cái chậu mà em trồng giá thẻ bằng cái đất lung này. Bằng đất lung này, bằng dớn và bằng than củi. Rồi em sẽ thay giá thẻ cho những cái chậu này. Thì trong cái thời điểm mà em thay cái giá thẻ này đấy, thì em sẽ quay trực tiếp những bộ rễ mà em trồng cái giá thẻ này, và trong cái quá trình em sử dụng cái thằng lức rửa chén và bột giặt Omo để em tưới cho lan ấy. Thì cả nhà theo dõi em thay giá thẻ nhé, thì xem cái bộ rễ của nó có bị ảnh hưởng hay bị như nào không nhé cả nhà nhé. Thì đây nhé cả nhà nhé, đây là những cái chậu mà em trồng giá thẻ bằng đất lung này và than củi. Đấy, đất lung và than củi. Thì cả nhà cũng biết là những cái giá thẻ mà than củi và cái đất lung này ấy, thì khi mình tưới nước vào thì nó hút nước vào rất là mạnh và nó giữ nước ở trong đấy. Thì khi mà em tưới bột giặt hoặc là nước rửa chén này thì cả nhà cũng đủ hiểu là biết là khi mà mình tưới cái đấy vào ấy thì nó hút, nó ngấm vào, nó đọng ở trong những cái giá thẻ này như nào, đúng không cả nhà? Thì hôm nay em sẽ làm, em sẽ thay, em sẽ bóc hết những cái chậu này ra, em thay giá thẻ để cho mọi người xem bộ rễ của nó nhé. Thì đây cả nhà để ý này, đây là nó cũng đang lên mầm gốc này. Đấy, hầu như toàn bộ các chậu là đang lên mầm gốc hết. À, nó đang lên mầm gốc và cái thời điểm mà nó chưa ra rễ thì em thay giá thẻ mới cho nó luôn. Rồi, ok cả nhà theo dõi em thay giá thẻ nhá, em bóc ra nhá. Đây nha cả nhà nhá, em bóc thử 4 chậu ra. Thì đây là cái chậu mà em trồng bằng than củi này, thì cái chậu này em còn bóc được ra hết. Và đây là tình trạng rễ của nó đây, xanh ướt và có một số rễ là rễ già đã hỏng, cái này phải cắt tỉa đi. Thì đây là cái tình trạng bộ rễ của nó nhé cả nhà nhé. Và đây là 3 chậu bằng đất lung, trồng bằng đất lung. Đây cả nhà nhìn tình trạng rễ của nó đây. Cái chậu này thì rất là khó bóc nhé cả nhà nhé, bởi vì là những viên đất lung này rễ lung nó quấn chặt vào bên trong này cả nhà này, bóc ra rất là khó. Mà có bóc ra được hết ấy, thì cũng là đứt là khá dễ nhé cả nhà nhé. Thì đây là tình trạng rễ của nó. Đây cả nhà nhìn xem tình trạng rễ của nó đây. Đấy, và cây này đây, rễ nó đây, cái này rễ này nó còn quấn cả xuống đáy chậu rồi cả nhà. Đấy, em phải rút nó ra đấy. Còn đây là cái chậu than củi đây, chậu này em chưa bóc. Đây cả nhà nhìn này, bên trong rễ của nó này xanh mướt này. Đấy, rễ còn phi cả ra ngoài đây. Thì tại sao hôm nay em làm cái video này? Thì thứ nhất ấy, là em phải chứng minh cho cả nhà, chứng minh cho những bác mà đã theo dõi video của em hơn 2 tháng nay với phương pháp em trồng và chăm sóc lan, em sử dụng cái thằng bột giặt Omo ấy và cái nước rửa chén em tưới cho lan ấy. Thì hôm nay em làm video là em chứng minh cho cả nhà là khi em sử dụng cái đấy là em tưới lan ấy, thì bộ rễ nó đây cả nhà nhé. Mà cả nhà theo dõi video của em thì biết rồi, thì toàn bộ những cái loạt cây này này là em đã cắt nước một tháng rưỡi em không tưới, và em mới tưới lại được mấy ngày thôi nhá cả nhà nhá. Thì cả nhà cũng biết đấy, những giá thẻ đất lung và cái than củi này này thì nó hút nước như nào rồi đấy. Thì khi mình tưới cái bột giặt và cái nước rửa chén ấy, nó hút và nó ngấm ở trong cái hai cái loại giá thẻ này rất là nhiều luôn. Và đấy, hôm nay là cả nhà xem đây, cái tình trạng rễ của nó vẫn xanh, vẫn mướt, vẫn trắng nhá cả nhà nhá. Và cái điều thứ hai em chứng minh cho cả nhà đấy là những cái cây mà mình cắt nước ấy thì bộ rễ của nó không ảnh hưởng là mấy nhá cả nhà nhá. Khi mình cắt nước ấy, cái bộ rễ của nó khi mình trồng lan bộ rễ nó khỏe thì những bộ rễ trong chậu này mình cắt nước ấy, thì nó chỉ ngủ thôi. Đấy, đến khi mà mình cắt nước xong mình tưới nước lại ấy, thì nó sẽ sống lại, nó sống lại và nó hút được cái dưỡng chất để nó nuôi những cái thân cây, những thân lan, và sau đó ấy, là nó sẽ đẻ nhánh ra, nó phân những cái phân nhánh thành những cái rễ mới.
nhé, bộ rễ của nó rất là khỏe cả nhà nhé. Và cái thứ ba đấy, em làm cái video này ấy, là em chứng minh cho những một số bác, em nói thật ra một số bác có xem video của em, nhưng em tìm hiểu em được biết ấy, là những bác đấy, ấy, một là không chơi lan, hai là chỉ có những cái cây ki bé bé thôi đấy, mới mua về được một hai cái ki bé bé về trồng và chăm sóc lan, thì lên bình luận, lên video của em bình luận ấy, lại không những bình luận những cái lời lẽ nó không hay mà lại còn chú úm ở nhà. Đấy, chú úm mình như này này. Đấy, tưới lan bằng bột giặt Omo với nước rửa chén thì bảo sao cây lá nó không vàng úa và rụng hết lá trơ trụi. Đấy, trước sau từ từ rồi cây nó cũng chết thôi. Đấy, còn chú úm như thế cả nhà. Thì em làm video này em nói luôn với bác ấy. Bác mà như vậy ấy, mới tập chơi đấy, thì mình lên tìm hiểu kỹ. Đấy, mình phải tìm hiểu thật kỹ như nào thì hãng nói người khác. Còn em nói thật với cả nhà ấy, cái video của em ấy, tại sao em quyết định em chia sẻ cái kinh nghiệm của em là tưới bột giặt Omo và cái nước rửa chén cho mọi người tham khảo. Thì trước khi làm cái video để em chia sẻ kinh nghiệm đến cho mọi người ấy, là em phải tham khảo rất nhiều. Em tham khảo rất nhiều người. Đấy, có lên làm hay không, có lên chia sẻ hay không. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái phương pháp trồng của em ấy, khi em đăng tải lên ấy, em biết một rõ một điều này, là một số người sẽ không thích cái sự chia sẻ của em. Đấy, em nói thẳng là những người mà sản xuất cái phân thuốc bảo vệ thực vật ấy, là họ không thích em. Em nói thật luôn. Nhưng em vẫn quyết định em làm. Làm vì sao? Vì cái sự an toàn sức khỏe cho mọi người. Đấy, em phục vụ số đông, chứ em không phục vụ cho một số nhỏ. Em phục vụ cho một số đông các bác chơi lan lành mạnh, đảm bảo sức khỏe cho mình. Đấy, em quyết định em làm video để em chia sẻ đến cho mọi người. Và tiếp theo ấy, em nói cho những cái bác mà mới chơi đấy, thì đây em chứng minh cho cả nhà đây, em chứng minh cho những bác đấy đây. Thì cái chậu này đây này, chậu này của em 15 thân. Đấy, cả nhà cũng biết đấy, vườn em chăm sóc một chế độ hết, cũng tưới bột giặt Omo và nước rửa chén đấy. Đây thân lá nó đây, thân lá nó đây, đây thân mập ú thủ lù đây. Đấy cả nhà xem, đúng không, có ảnh hưởng gì đâu. Còn những cái cây mà trơ trụi như này đấy, là em cắt nước cho nó rụng lá, thì cái dòng thân thòng đấy đến cái mùa nghỉ là nó phải rụng lá. Nó rụng lá để làm gì? Nó ra hoa đây này. Đây này, ra hoa đây cả nhà này, từ ngọn cho đến 2/3 thân đây này. Đấy, nó ra hoa, nó phải rụng lá để nó làm hoa. Đấy là cái đặc tính của dòng thân thòng nhé cả nhà nhé. Còn những bác ấy mới chơi đấy, mó một hai cái ki mới chơi đấy, thì đây ki đây cả nhà này, lá nó đây, đây nó có rụng lá đâu. Thì những cái ki con như này ấy, thì nó không bao giờ nó rụng lá. Và hai nữa là những cái ki con này mình phải chăm sóc chế độ bình thường để làm gì, để nuôi cái bộ mầm gốc năm sau nó khỏe hơn, thì nó không bao giờ rụng lá. Đây ki kia đấy, nó có rụng lá đâu. Cái này thậm chí những cái ki mà trên thân ấy, cả nhà xem biết đấy, em nuôi trên thân ấy, là em cũng phải vặt hết lá đi. Đấy, em vặt hết lá đi thì nó mới hết lá, chứ không để nguyên này nó không bao giờ rụng lá. Đây là nhà nhìn này, đây cái này em không vặt lá nó còn lá đây này. Thế mà những bác đấy mới chơi mà không có một cây lan nào, cũng lên xem video, cũng chủ úm người khác. Thì em nói rằng những bác đấy đấy, trước khi mà nói người khác đấy, mình phải tìm hiểu kỹ đi. Cứ đừng có lên xem xong rồi chẳng hiểu biết cái gì cả, xong rồi là cứ mà nói nọ nói kia rồi chủ úm người khác, như thế nó không hay. Còn em nói thật với cả nhà như này này, em chơi lan ấy, bắt đầu em chơi lan là từ năm 2015 đến năm nay là năm thứ 6 rồi. Và đấy là em chơi nhá, còn em biết em tiếp xúc với cây lan này là từ năm 2004 là em vào trong Lâm Đồng ấy, và cái cây ấn tượng đầu tiên em ấy, nó chính là cái dòng thân thòng ấy, nó chính là cái thằng Long Tu Xuân này cả nhà này, chính là thằng Long Tu Xuân này. Mà cái cây Long Tu Xuân này ở trong khu vực Lâm Đồng ấy,
cây của nó rất là đẹp, nó dài hàng mét cơ. Có từng bụi mà người dân người ta là ghép ở trên cái cây cây nhãn, cây vải ấy. Rồi giờ cũng là cây ở trước cửa nhà đấy, trước cổng ngõ ấy, nó rủ xuống đẹp lắm. Nó là em mê cái dòng thân thòng này từ cái thời gian đấy cơ. Đấy, cái cây lan này em tiếp xúc đầu tiên là chính là cái thằng Long Tu Xuân đấy. Nên là về khi em chơi lan ấy, đến năm 2015 em mới có điều kiện em chơi đấy, thì là em lựa chọn cái dòng thân thòng này em chơi này. Mà nói thật ra đấy là trước khi em chơi là em phải tìm hiểu cách đấy một năm rồi. Đấy, em tìm hiểu, tìm tòi, học hỏi trên mạng một năm rồi em mới bắt đầu em quyết định em chơi lan. Đấy, cái gì mình phải học hỏi, phải tìm tòi trước. Chứ không có cái gì là một phát mình làm được ngay cả. Không có cái gì một cái là mình giỏi được ngay cả. Đấy, nói thật với cả nhà, em chơi lan đến năm 56 rồi. Đến bây giờ em vẫn phải đi tìm tòi, em học hỏi kinh nghiệm của những người khác, những người giỏi hơn mình. Để làm gì? Để về cải thiện cái vườn lan mình nó càng ngày càng đẹp hơn. Đúng không cả nhà? Ừ, còn nói thật ra chăm sóc lan này, trồng lan này, không có ai dám khẳng định là mình giỏi đâu. Rồi, em xin kết thúc video đây nhé. Và hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo nhé.